Ngoài ra, dân tình còn đặc biệt chăm chú đến một nghề tuy không mới nhưng nhắc đến thì cũng có cơ số người thấy lạ, nghề cắt lông chó với mức lương 18 triệu tháng. Tâm bản hoạch toán các ngành nghề khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Đến đoạn thợ cắt lông chó chính xác là có một sự bất ngờ không còn nhẹ thật, bởi vì đa số chúng ta trước nay chỉ biết đến nghề cắt tóc cho người chứ cắt lông chó mà cũng thành một nghề thì hơi xa lạ. Thật không hiểu bọn họ làm cái gì mà thu nhập lại khá như thế. Nghề cắt lông chó có thật sự cho thu nhập cũng như vậy. Tìm hiểu ra mới biết, các năm quay về đây, nếu lên các diễn bày hoặc các nhóm của các người nuôi thú cưng bên trên mạng cộng đồng thì mới choáng ngợp trước các dịch vụ bên trên trời giống hệt như là của người vậy. Các cơ sở ba cho bét mọc lên như nấm sau mưa với đủ loại mô hình từ lớn đến nhỏ, phục vụ các em từ cắt tỉa lông, vội sấy cho đến uy lớn móng các kiểu. Tất cả đều thực hiện một cách có công đoạn với thái độ cực kỳ kính yêu của các chuyên viên dành cho các bạn bé. Liên hệ với một cơ sở chuyên cắt tỉa lông, su bo bệnh về da cho chó mèo có tên là Hương Bao Ti Bét ở Hà Nội thủ đô, chúng tôi đã các bạn chuyên viên cung cấp bảng giá dịch vụ dành cho các thượng đế bốn chân. Bảng giá của Hương Bao Ti dành cho các thượng đế bốn chân. Anh chị bét sau khi đã dọn dẹp lông bởi các chuyên viên. Nói thêm về mức thu nhập của các thợ cắt tỉa lông cho chó mèo thì phía ba này cho rằng số lượng 18 triệu nói bên trên chỉ là sự thổi phồng của cộng đồng mạng chứ thật sự thì bọn họ không như vậy. Cơ sở ba này cam đoan số lượng thu nhập 18 triệu tháng chỉ là sự thổi phồng mà thôi. Anh chị chuyên viên làm việc cũng chạm trán nhiều gian khổ lắm vì thú cưng ít nhiều con không chịu hợp tác. Nếu làm giỏi thì thu nhập của bọn họ sẽ khá ổn định vì nhu cầu dịch vụ của ngành nghề này vẫn đang có xu hướng tăng cao chứ không chững lại hay giảm đi ở thời điểm này. Ngày càng có khá nhiều người đi bọn học làm đẹp cho thú cưng vì nhận biết nhu cầu càng ngày càng tăng cao. Điều đó vừa là cơ hội nhưng cũng chính là thách thức để các người thợ cắt càng ngày càng phải cải thiện kỹ năng tay nghề thì mới cung ứng.